Chào các bạn, mình là Chiến. Hôm nay Chiến sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn áp dụng các mẹo mới nhất trong năm 2024 để đi trả những câu hỏi mà rất nhiều các bạn học viên kêu khó, dễ sai, dễ nhầm lẫn. Đó là các câu hỏi có liên quan tới những bộ phận trên xe ô tô. Ví dụ như những câu hỏi về công dụng của động cơ, hộp số hay là tác dụng của côn ly hợp. Bạn nào có nhiều thời gian thì các bạn cứ lên Google tìm kiếm. Còn những bạn nào muốn học nhanh thi gấp thì hôm nay Chiến sẽ chỉ cho các bạn một đọc chiêu để các bạn chỉ cần nhìn vào câu hỏi là có thể biết được ngay đáp án đúng. Không cần phải đi đọc, không cần phải đi phân tích làm gì cho mệt, giúp các bạn có thể nhanh chóng vượt qua đỡ được ngay kỳ thi trước mắt. Vậy cái mẹo ở đây là gì ạ? Đây, Chiến có soạn sẵn cho các bạn trong cuốn mẹo giải nhanh ôn thi cấp tốc mới nhất trong năm 2024 của Chiến nhé. Tất cả 600 câu hỏi và 120 tình huống mô phỏng sẽ đều có ở trong này hết. Cái mà Chiến đang chỉ cho các bạn đây, nó sẽ nằm ở cái mục số 17 nhé. Đây, Chiến có ghi sẵn cho các bạn. Đó là mẹo để giải những câu hỏi thuộc phần cấu tạo và sửa chữa. Ở đây nó sẽ có hai cách. Cách số 1, các bạn chỉ cần đọc câu hỏi lên thôi là có thể biết được ngay đáp án đúng. Đó là gì ạ? Đây, các bạn hãy nhớ Chiến 4 cái câu thơ ở đây nhé. Động cơ truyền lực bôi trơn kính, bốn kỳ ly hợp nhị phần mình, hộp số đèn phanh gạt bánh lái, ý 4 chọn liền cả 1, 2. Nghĩa là sao ạ? Đây, nếu như các bạn bắt gặp câu hỏi nào nó hỏi về công dụng của động cơ, hệ thống truyền lực, bôi trơn, kính chắn gió thì các bạn cứ chọn ngay cho Chiến đáp án số 1. Còn thấy cái chữ 4 kỳ ly hợp thì các bạn cứ chọn ngay cho Chiến đáp án số 2. Hoặc là thấy chữ hộp số đèn phanh gạt nước bánh xe hệ thống lái thì cứ chọn ngay cái chiến đáp án số 3. Nhớ được 4 câu thơ này, chỉ cần nhìn vào câu hỏi thôi là có thể biết được ngay đáp án đúng rồi. Không cần phải đi đọc để phân tích làm gì cho mệt. Còn những bạn nào muốn học hiểu, muốn đi phân tích thì trong này Chiến có ghi sẵn các bạn ý nghĩa tác dụng của từng bộ phận một trên xe ô tô. Ví dụ như là hộp số thì dùng để chuyển động lùi, ly hợp là dùng để truyền hoặc ngắt chuyển động, hệ thống lái là dùng để thay đổi hướng. Nguyên nhân động cơ diesel không nổ là do tạp chất. Tất cả Chiến có in sẵn chi tiết rõ ràng hết cho các bạn ở trong này luôn nhé. Đây là các mẹo về lý thuyết chứ. Còn bạn nào muốn học các mẹo về biển báo, xa hình, mô phỏng thì các bạn hãy mở ra cho Chiến ở những trang cuối nhé. Những bạn nào mà không có thời gian ôn luyện, cần mua bộ mẹo giải nhanh ôn thi cấp tốc hay cần Chiến bổ túc kèm riêng 2-3 tiếng chỉ cho các bạn các mẹo để đối phó vượt qua được kỳ thi trước mắt thì các bạn cứ liên hệ với Chiến theo số điện thoại hay là số Zalo ở trên màn hình, Chiến sẽ hỗ trợ cho các bạn. Ok, còn bây giờ Chiến sẽ chỉ cho các bạn vận dụng mẹo này để đi thực hành giải các câu hỏi cho các bạn thấy hiệu quả của phương pháp học này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Hãy nêu công dụng của động cơ xe ô tô. À, nếu như áp dụng cái mẹo Chiến vừa mới chỉ cho các bạn, chúng ta chỉ cần đọc cái câu hỏi này lên thôi. Các bạn thấy trên câu hỏi có chữ gì ạ? À? Cứ hỏi về công dụng của các bộ phận. Trên câu hỏi thấy có chữ động cơ là các bạn cứ chọn ngay cho Chiến đáp án số 1. Gõ phím số 1 cho tôi mà thôi. 5 đến 10 giây là có thể chọn được ngay đáp án đúng rồi. Không cần phải đi đọc phân tích làm gì cho mệt nhé. Ở đây chỉ cần nhớ câu khẩu quyết. Cứ hỏi về công dụng động cơ truyền lực bôi trơn kính, chọn ngay cho Chiến đáp án số 1. Còn bạn nào muốn đi phân tích thì các bạn phải hiểu được cho Chiến rằng cái động cơ đó là cái buồng máy, nó sẽ có tác dụng đốt xăng dầu để tạo ra lực quay cho bánh xe. Vậy nên cái điểm mấu chốt đặc trưng của động cơ xe ô tô đó là biến nhiệt năng thành cơ năng nhé. Rồi, trở lại với phần đáp án. Cứ hỏi về công dụng của động cơ xe ô tô, các bạn hãy chọn ngay cho Chiến đáp án nào có chứa cụm từ nhiệt năng biến đổi thành cơ năng. Cũng vẫn sẽ là cái đáp án số 1, giống như cái mẹo mà Chiến đã chỉ cho các bạn ngay từ đầu nhé. Đáp án số 2, ngược lại, cơ năng biến đổi thành nhiệt năng là sai. Các bạn loại cho Chiến nhé. Rồi, chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Trong các nguyên nhân dưới đây, nguyên nhân nào làm động cơ diesel không nổ? À, như Chiến đã nói rồi, cứ hỏi về các bộ phận trên xe ô tô. Ở câu hỏi này các bạn thấy có chữ gì ạ? Nó có chữ động cơ thì không cần phải suy nghĩ nữa, chọn ngay cho Chiến đáp án số 1 mà thôi. Các bạn thấy chưa ạ? Nhớ được cái mẹo của Chiến thì giải các câu hỏi sẽ cực kỳ đơn giản nhé. Còn bạn nào muốn hiểu cái nguyên nhân đặc trưng làm động cơ diesel không nổ, đó là do tạp chất nhé. Các bạn thấy đáp án số 1 có chữ tạp chất, các bạn chọn ngay cho Chiến mà thôi. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Hãy nêu công dụng hệ thống truyền lực của xe ô tô. Đối với câu hỏi này, đọc xong câu hỏi, biết được cái mẹo của Chiến rồi. Các bạn nhìn trên câu hỏi, thấy có chữ truyền lực thì các bạn cứ chọn ngay cho Chiến đáp án số 1 làm đáp án đúng. Còn bạn nào muốn học hiểu, muốn đi phân tích ở câu hỏi này thì cái công dụng của hệ thống truyền lực đó là truyền moment quay nha các bạn. Hoặc các bạn có thể dùng cái phương pháp loại trừ, đọc lên thấy không hợp lý, chúng ta loại. Đáp án số 3 dùng để giảm tốc độ, đó là cái gì ạ? Đó là cái phanh, chúng ta loại đáp án số 3. Đáp án số 2 dùng để thay đổi hướng. Trên xe bộ phận nào dùng để thay đổi hướng ạ? Đó là cái vô lăng, đó là cái hệ thống lái.
chúng ta cũng loại đáp án số 2. Các bạn có học hiểu, có đi phân tích thì đáp án đúng của nó cũng vẫn sẽ là đáp án số 1 mà thôi. Rồi chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Hãy nêu công dụng hệ thống bôi trơn với động cơ xe ô tô. Trên câu hỏi này các bạn thấy có chữ gì ạ? Có chữ động cơ, có chữ bôi trơn. Thì vận dụng khẩu quyết của chiếc chỉ thôi. Thì chúng ta chọn đáp án nào các bạn? Đương nhiên nó sẽ là đáp án số 1. Áp dụng câu thơ, câu khẩu quyết Chiến đã chỉ cho các bạn từ đầu rồi. Thấy câu hỏi có chữ động cơ, truyền lực, bôi trơn, kính, chọn ngay ý số 1. Nếu như học hiểu công dụng của hệ thống bôi trơn thì nó sẽ là liên quan tới nhớt. Vậy thì tác dụng của nó đó sẽ là cung cấp một lượng dầu bôi trơn để giúp cho động cơ giảm ma sát. Còn đáp án số 2 cung cấp một lượng nhiên liệu xăng dầu là nó không có liên quan tới nhớt. Nên chúng ta loại đáp án số 2 nhé. Ok chưa ạ? Rồi chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Kính chắn gió của xe ô tô phải đảm bảo yêu cầu nào dưới đây? Đối với câu hỏi này thì nó tương đối dễ rồi. Nếu như áp dụng mẹo thì các bạn chỉ cần thấy câu hỏi có chữ gì ạ? Nó có chữ kính. Nhớ ngay khẩu quyết chiến chỉ thôi. Trên câu hỏi thấy có chữ động cơ, truyền lực, bôi trơn, kính thì cứ chọn ngay cho Chiến đáp án số 1. Gõ ngay cho Chiến phím số 1 nhé. Còn nếu bạn nào muốn học hiểu thì cái yêu cầu bắt buộc đối với kính chắn gió thì nó phải là loại kính an toàn. Câu hỏi này nó tương đối dễ, các bạn áp dụng mẹo cũng được hay không áp dụng mẹo cũng được. Mẹo là để dành cho những câu hỏi nó khó, dễ sai, dễ nhầm lẫn. Ví dụ như câu hỏi này. Hãy nêu công dụng ly hợp côn của xe ô tô. Có rất nhiều các bạn trả lời sai ở câu hỏi này. Đặc biệt là những bạn học bằng B1, chúng ta sẽ không sử dụng côn nên các bạn sẽ rất khó phân tích biết được tác dụng của côn là cái gì. Nhưng hôm nay các bạn đã biết được cái mẹo của Chiến thì giải các câu hỏi này sẽ cực kỳ đơn giản. Chúng ta sẽ không cần phải đi phân tích làm gì cho mệt mỏi. Các bạn cứ áp dụng cái câu thơ, câu khẩu quyết Chiến đã chỉ cho các bạn. Thấy trên câu hỏi có chữ động cơ, truyền lực, bôi trơn, kính, chọn đáp án số 1. Còn thấy có chữ bốn kỳ, ly hợp, chọn ngay cho Chiến đáp án số 2. Câu hỏi này có chữ ly hợp thì chắc chắn đáp án số 2 sẽ luôn luôn là đáp án đúng. Các bạn gõ ngay cho Chiến phím số 2 nhé. Còn bạn nào muốn học hiểu thì cái công dụng của côn đó là dùng để truyền hoặc là ngắt truyền động nha các bạn. Các bạn cứ nhớ trong đầu mình cho Chiến thôi. Côn là dùng để ngắt. Những bạn nào học xe số sàn chắc hẳn các bạn sẽ nhớ cái câu khẩu quyết giáo viên đầu tiên hay chỉ cho các bạn. Đó là ngắt côn vào số. Muốn vào số thì chúng ta phải đạp côn để ngắt truyền động rồi mới được vào số nhé. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Thế nào là động cơ 4 kỳ? Như Chiến vừa mới chỉ cho các bạn rồi. Trên câu hỏi mà thấy có chữ 4 kỳ ly hợp là chọn ngay ý số 2. Vậy thì ở câu hỏi này các bạn có ngay cho Chiến đáp án số 2 mà thôi. Còn bạn nào muốn hiểu động cơ 4 kỳ là loại động cơ thực hiện 4 hành trình nhé. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Hãy nêu công dụng hộp số của xe ô tô. Đối với câu hỏi này, nếu như các bạn đi đọc, đi phân tích, nó sẽ cực kỳ bị rối. Bởi vì ở đây người ta sẽ sử dụng rất nhiều các từ ngữ chuyên ngành. Nào là truyền tăng momen xoắn này, truyền thay đổi momen xoắn, truyền thay đổi momen từ động cơ đến bánh xe chủ động. Đọc lên cực kỳ rối não. Nhưng hôm nay các bạn đã biết cái mẹo của Chiến, nhìn câu hỏi, chọn ngay đáp án đúng, thì chúng ta sẽ không cần phải đi đọc, được phân tích nữa. Các bạn chỉ cần nhớ cho Chiến câu thơ thứ 3. Trên câu hỏi xuất hiện các cụm từ hộp số, đèn phanh, gạt, bánh lái thì cứ chọn ngay cho Chiến ý số 3 mà thôi. Ở câu hỏi này có chữ hộp số thì gõ ngay cho Chiến đáp án số 3 nha các bạn. Còn bạn nào muốn hiểu, muốn đi phân tích thì công dụng của hộp số các bạn cứ liên tưởng tới ngay thực tế thôi. Hộp số là dùng để tiến hoặc là lùi. Vậy nên để tối giản ngắn gọn nhất thì cái công dụng của hộp số các bạn chọn cho Chiến cái đáp án có cụm từ dùng để chuyển động lùi. Nhớ trong đầu mình cho Chiến nhé, hộp số là dùng để lùi nha các bạn. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo, đèn phanh trên xe mô tô có tác dụng gì dưới đây? Đối với câu hỏi này, nếu như các bạn bỏ thời gian, các bạn đi đọc được phân tích cũng vẫn có thể tìm được đáp án đúng. Còn nếu như các bạn muốn học nhanh, muốn tiết kiệm thời gian thì cứ nhớ thôi, trên câu hỏi này xuất hiện chữ đèn phanh như Chiến đã chỉ rồi. Trên câu hỏi nào mà xuất hiện các cụm từ hộp số, đèn phanh, gạt, bánh lái thì chắc chắn đáp án đúng của nó sẽ là đáp án số 3. Các bạn có thể chọn ngay cho Chiến đáp án số 3 luôn nha các bạn. Còn những bạn nào muốn hiểu thì tác dụng của cái đèn phanh nó sẽ vừa có tác dụng cảnh báo và vừa có tác dụng định vị. Nên ở đây các bạn phải chọn cả đáp án số 1 và số 2 luôn nhé. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Bánh xe lắp cho xe ô tô phải đảm bảo an toàn kỹ thuật như thế nào dưới đây? Đối với câu hỏi này cũng giống như câu hỏi trước thôi. Nếu như có nhiều thời gian đi đọc được phân tích suy luận, các bạn cũng có thể tìm được đáp án đúng. Nhưng không có thời gian thì cứ áp dụng cái mẹo của Chiến thôi.
Trên câu hỏi này các bạn thấy cụm từ gì ạ? Xuất hiện chữ bánh xe như Chiến đã chỉ rồi. Nếu như vận dụng cái câu thơ của Chiến, hộp số đèn phanh gạt bánh lái. Trên câu hỏi cứ hỏi về hộp số, hỏi về đèn phanh, hỏi về gạt nước, hỏi về bánh xe, hỏi về hệ thống lái thì cứ chọn cho Chiến đáp án số 3 nhé. Gõ ngay phím số 3 cho Chiến mà thôi. Những câu hỏi này nó tương đối dễ, các bạn áp dụng mẹo cũng được, hãy đi đọc phân tích cũng được. Rồi, chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Hãy nêu công dụng hệ thống lái của xe ô tô. À, câu hỏi này có một số các bạn học viên hay nhầm lẫn. Bởi vì các bạn thấy cả ba đáp án đều xuất hiện chữ chuyển động theo hướng xác định. Nhưng hôm nay đã biết cái mẹo của Chiến thì cứ vận dụng cái khẩu quyết, cái câu thơ Chiến chỉ cho các bạn rồi. Câu thơ số 3, hộp số đèn phanh gạt bánh lái. Thấy các chữ này trên câu hỏi thì chọn ngay ý số 3. Rồi câu hỏi này có chữ hệ thống lái thì các bạn biết phải chọn đáp án nào chưa ạ? Đương nhiên nó sẽ là đáp án số 3. Các bạn gõ cho Chiến phím số 3 nhé. Mẹo Chiến đưa ra nó sẽ phát huy tối đa hiệu quả để giúp cho các bạn gặp phải những câu hỏi mà nó gai, nó dễ nhầm lẫn như ở đây. Còn bạn nào muốn hiểu thì cái đặc trưng của hệ thống lái đó là gì ạ? Đây, các bạn cứ liên tưởng tới thực tế thôi. Chúng ta lái qua trái, lái qua phải. Vậy công dụng của hệ thống lái đó là dùng để thay đổi hướng. Nếu như học hiểu thì thấy đáp án số 3 có chữ thay đổi hướng là các bạn chọn ngay cho Chiến đáp án số 3 mà thôi. Nhớ cái đặc trưng của hệ thống lái đó là dùng để đổi hướng nha các bạn. Ngoài ra chúng ta sẽ còn một số các câu hỏi có liên quan tới các bộ phận trên xe ô tô nữa. Ví dụ như ở câu hỏi này, dây đai an toàn được trang bị trên xe ô tô có tác dụng gì? À, cái dây đai an toàn thì chắc hẳn bạn nào cũng biết rồi. Đặc trưng của cái dây đai an toàn, tác dụng của nó đó là giữ chặt. Cứ hỏi về dây đai an toàn, đáp án nào có cụm từ giữ chặt là chọn ngay cho Chiến nhé. Rồi, đáp án nào ạ? Đương nhiên sẽ là đáp án số 2 nha các bạn. Tác dụng của dây đai an toàn đó là giữ chặt người lái hành khách trên ghế ngồi khi xe ô tô đột ngột dừng lại nhé. Ở đây chúng ta sẽ còn một câu hỏi có liên quan tới dây đai an toàn nữa. Rất nhiều các bạn học viên hay bị nhầm lẫn. Dây đai an toàn lắp trên xe ô tô phải đảm bảo yêu cầu an toàn kỹ thuật nào dưới đây? Rất nhiều bạn nhìn câu hỏi này chọn đáp án số 3 cái 1 ý 2 là sai nhé. Các bạn cứ nhớ trong đầu mình cho Chiến câu khẩu quyết thôi. Cứ hỏi về dây đai an toàn thì đáp án nào có cụm từ giữ chặt là các bạn chọn ngay cho Chiến nhé. Ở đây nhiều bạn hay nhầm lẫn bởi vì đáp án số 1 và số 2 nó viết giống nhau, đều là đủ số lượng, lắp đặt chắc chắn, không rách đứt. Nhưng cái gai ở đây đó là những chữ cuối cùng nhé. Ở đáp án số 1, cơ cấu hãm giữ chặt. Đáp án số 2, cơ cấu hãm mở ra. Vậy thì chúng ta phải chọn đáp án nào ạ? Đương nhiên sẽ là cơ cấu hãm giữ chặt. Các bạn chọn ngay cho Chiến đáp án số 1, gõ phím số 1 nha các bạn. Đến với câu hỏi tiếp theo, máy phát điện được trang bị trên xe ô tô có tác dụng gì dưới đây? Đối với câu hỏi này, mặc dù nó tương đối là dễ, nhưng rất nhiều các bạn học viên đang bị nhầm lẫn giữa đáp án số 1 và đáp án số 4. Ở đây, máy phát điện, tên gọi nó đã nói lên tác dụng của nó rồi. Máy phát điện là dùng để phát điện nha các bạn. Vậy thì ở đây chúng ta chọn đáp án nào ạ? Đương nhiên sẽ là đáp án số 1, dùng để phát điện năng cung cấp cho các phụ tải làm việc và nạp điện cho ắc quy nhé. Đáp án số 4, dùng để tích điện năng là cái bình, là cái ắc quy. Nó sai nên chúng ta loại đáp án số 4 nha các bạn. Rồi, chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Ắc quy được trang bị trên xe ô tô có tác dụng gì dưới đây? À, Chiến vừa mới chỉ cho các bạn rồi. Cái ắc quy là cái bình. Cái bình thì dùng để tích trữ điện năng nhé. Hỏi về ắc quy, đáp án nào có chữ tích điện? Các bạn chọn ngay cho Chiến nhé. Đó là đáp án số 4, để tích trữ điện năng cung cấp cho các phụ tải khi máy phát điện chưa làm việc. Ok chưa? Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Hãy nêu công dụng hệ thống phanh của xe ô tô. À, cái này thì đơn giản rồi. Các bạn cứ liên tưởng tới thực tế thôi. Phanh là dùng để làm gì ạ? Đương nhiên sẽ là dùng để giảm tốc độ và giữ cho xe đứng yên trên dốc. Cứ hỏi về phanh thì đáp án nào có chữ giảm tốc độ? Các bạn chọn luôn cho Chiến nhé. Chọn đáp án số 1 nha các bạn. Đến với câu hỏi tiếp theo. Khi nhả hệ thống phanh dùng cơ khí điều khiển bằng tay, phanh tay, người lái xe cần thực hiện thao tác nào? Đây là một câu hỏi rất nhiều các bạn học viên phân tích bị nhầm lẫn. Nhưng hôm nay Chiến sẽ chỉ cho các bạn một cái điểm mấu chốt giúp cho các bạn sẽ không bao giờ sai ở câu hỏi này nữa. Vậy điểm mấu chốt ở đây là gì ạ? À, khi nhả phanh tay thì các bạn cứ liên tưởng tới ngay thực tế quá trình chúng ta nhả phanh tay hàng ngày thôi. Đầu tiên chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải bóp cái khóa hãm trước rồi mới đẩy cần phanh về trước nhé. Cái khóa hãm là cái nút ở trên đầu cái cần phanh nha các bạn. Vậy thì thao tác nhả phanh tay, điểm mấu chốt ở đây đó là đáp án nào có cụm từ bóp khóa hãm đầu tiên? Các bạn chọn ngay cho Chiến nhé.
Ở đây chúng ta nhìn lướt sơ qua, đao số 1 và số 3 không có bóp quả hãm mà chỉ dùng lực tay phải kéo cần phanh về phía sau và phía trước là sai nhé. Đáp án đúng phải là đáp án số 2, dùng lực tay phải bóp quả hãm rồi mới đẩy cần phanh về phía trước. Các bạn chọn ngay cho Chiến đáp án số 2 nhé các bạn. Câu hỏi về phanh tay các bạn cứ nhớ nhé, thao tác đầu tiên là bóp khóa hãm. Đến với câu hỏi tiếp theo, túi khí được trang bị trên xe ô tô có tác dụng gì dưới đây? Đối với câu hỏi này, có một cái mẹo Chiến đã chỉ cho các bạn rồi, chỉ cần nhìn vào câu hỏi là biết ngay đáp án đúng thôi. Đó là gì ạ? Các bạn nhớ cho Chiến câu thơ cuối cùng, ý 4 chọn liền cả không sai. Nghĩa là các bạn thấy đáp án số 4 có chữ cả ý và ý. Chỉ cần trên câu hỏi không xuất hiện chữ rượu bia là các bạn chọn ngay cho Chiến đáp án số 4 luôn nhá. Vậy thì ở đây câu hỏi này không cần đi đọc, không cần đi phân tích, chọn ngay cho Chiến đáp án số 4 như các bạn. Còn bạn nào muốn hiểu thì túi khí nó sẽ có tác dụng đó là giảm khả năng va đập và hấp thụ một phần lực để hạn chế bị thương khi tai nạn. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo, tay ga trên xe mô tô có tác dụng gì trong trường hợp dưới đây? Như Chiến đã chỉ rồi, câu hỏi này chúng ta chỉ cần nhìn vào câu hỏi thôi, thấy gì ạ? Đáp án số 4 có chữ cả ý và ý. Đọc xong câu hỏi không có chữ rượu bia là chọn ngay cho Chiến đáp án số 4 luôn nha các bạn. Mẹo này sẽ áp dụng được rất nhiều các câu hỏi, không chỉ những câu hỏi về phần cấu tạo sửa chữa, nó sẽ áp dụng cho cả các câu hỏi về phần nghiệp vụ vận tải, kỹ thuật lái xe luôn nha các bạn. Cứ thấy số 4 có chữ cả ý và ý trên câu hỏi không có chữ rượu bia, các bạn cứ chọn ngay cho Chiến đáp án số 4 mà thôi. Ok chưa ạ? Rồi, còn bạn nào muốn hiểu thì cái tay ga trên xe mô tô thì tác dụng của nó đó là để điều khiển xe chạy về phía trước và điều tiết công suất động cơ, chúng ta tăng hay là giảm ga để chạy nhanh hoặc là chạy chậm nha các bạn. Ok chưa ạ? Chuyển qua câu hỏi tiếp theo, xe ô tô tham gia giao thông trên đường bộ phải đủ các loại đèn gì dưới đây? Nếu như áp dụng mèo các bạn nhìn lướt sơ qua thấy đáp án số 4 có chữ cả ý 1 và 2. Trên câu hỏi vừa đọc lên không có chữ rượu bia là chọn ngay cho Chiến đáp án số 4 luôn các bạn. Các loại đèn mà trên ô tô bắt buộc phải có đó là đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, đèn soi biển số, đèn báo hãm và đèn tín hiệu nhé. Có đi đọc đi phân tích nó cũng vẫn sẽ là đáp án số 1 và số 2 mà thôi. Như Chiến đã nói, cái mẹo ý 4 chọn liền cả không sai, nó sẽ còn áp dụng được rất nhiều các câu hỏi có liên quan tới phần kỹ thuật lái xe. Ví dụ như ở câu hỏi này, khi tránh xe đi ngược chiều, các xe phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Nếu như áp dụng mẹo Chiến vừa mới chỉ, các bạn thấy đáp án số 4 có chữ cả ý và ý, đọc câu hỏi không thấy chữ rượu bia thì chắc chắn đáp án số 4 sẽ luôn là đáp án đúng nha các bạn. Không cần phải đi đọc số 1, số 2 làm gì cho mệt. Các bạn nhớ được cái mẹo này sẽ giải được rất nhiều các câu hỏi, toàn là những câu dài nhiều chữ. Ok chưa ạ? Đây, Chiến lấy cho các bạn một cái ví dụ nữa nhé. Rồi, như ở đây các bạn nhìn lướt sơ qua, thấy đáp án số 4 có chữ cả ý và ý, thì chúng ta chỉ cần đọc cái phần câu hỏi lên thôi để xem có chữ rượu bia không nhé. Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép có thể dừng lại một cách an toàn trong trường hợp nào dưới đây? Đọc cái câu hỏi này lên không có chữ rượu bia thì chắc chắn đáp án số 4 nó là đáp án đúng rồi, gõ ngay Chiến đáp án số 4 luôn mà thôi. Không cần đọc số 1, số 2, số 3 là viết cái gì nhá. Ok chưa các bạn? Rồi, tiếp tục một cái ví dụ nữa nhá. Ở đây thấy đáp án số 4 có chữ cả ý và ý, đọc câu hỏi lên thôi. Tại nơi đường bộ giao nhau, khi đèn điều khiển giao thông có tín hiệu màu vàng, người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Ý 4 có chữ cả, trên câu hỏi này không có rượu bia thì chọn ngay cho Chiến đáp án số 4. Ok chưa các bạn? Rồi, ở đây chúng ta sẽ áp dụng được rất nhiều các câu hỏi, kể cả những câu hỏi phần nghiệp vụ vận tải luôn nha các bạn. Các bạn cứ thấy đáp án số 4 có chữ cả ý và ý. Rồi, đọc câu hỏi lên. Người lái xe và nhân viên phục vụ trên ô tô vận tải hành khách phải có những trách nhiệm gì theo quy định dưới đây? Rồi, không cần phải đi đọc đáp án số 1, số 2, số 3 nó viết cái gì nữa. Bởi vì có đi đọc, có đi phân tích, đáp án đúng của nó cũng vẫn sẽ là đáp án số 4 mà thôi. Gõ ngay cho Chiến đáp án số 4 nha các bạn. Ok chưa? Rồi, chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Ở đây tiếp tục vẫn là một câu hỏi. Trên câu hỏi thấy đáp án số 4 có chữ cả ý và ý. Rồi, nội dung câu hỏi: khi điều khiển ô tô tự đỗ, người lái xe cần chú ý những điểm gì để đảm bảo an toàn? Các bạn thấy trên câu hỏi nó không có chữ rượu bia, như Chiến đã nói rồi, chắc chắn đáp án đúng sẽ là đáp án số 4, gõ liền cho Chiến mà thôi.
Cái mèo này sẽ còn áp dụng được rất nhiều các câu hỏi khác nữa nhé. Chủ yếu các bạn cứ nhớ chỉ trên câu khẩu quyết mà chị vừa chỉ ra được. Trên đây là cách để giúp cho các bạn giải nhanh những câu hỏi thuộc phần cấu tạo và sửa chữa. Chiến chia sẻ ra đây, hy vọng các bạn sẽ vận dụng để làm bài thi thật tốt. Chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video lần sau.